Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, xin được trình bày một bài tổng quan về chẩn đoán điều trị nhiễm nấm Cryptococcus. Đây là một cái loại nấm mà chúng ta thấy gần đây được đề cập khá nhiều. Chúng tôi cũng gặp cả trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch, đó là HIV và kể cả không HIV. Thế thì cũng có một số những cái điểm mới chúng tôi xin được ghi một cái bài tổng quan, vì thời gian cũng không cho phép chúng tôi xin được nói rất là vắn tắt. Thì chúng ta biết là hàng năm trên toàn thế giới có ước tính khoảng gần 300.000 ca mà nhiễm Cryptococcus được báo cáo trên toàn cầu. Và trong cái nhiễm nấm, một loại nấm Cryptococcus này, thì ước tính là viêm màng não thì chiếm tới 233.000 ca. Tức là hầu hết là các cái nấm là Cryptococcus thì sẽ gây viêm màng não, và tới quá một nửa là 181.000 người tử vong. Như thế để thấy rằng là cái mức độ nguy hiểm của cái bệnh này. Nhiễm ở người có nhiễm HIV thì Cryptococcus là một trong những cái căn nguyên mà nhiễm trùng cơ hội hay gặp nhất. Chúng tôi vẫn nhiều khi là các bác sĩ thấy là chỉ cần viêm màng não trên bệnh nhân HIV thôi là phải nghĩ đến nấm rồi. Đặc biệt ở một nước cạnh chúng ta như nước Thái Lan thì nhiễm Cryptococcus đứng hàng thứ tư trong số tổng các căn nguyên gây nhiễm trùng cơ hội sau hội chứng suy mòn, lao và viêm phổi do PCP. Thế tuổi mắc trung bình tỷ lệ là 6,4%, CD4 dưới 100 và 2% nếu mà CD4 từ 100 đến 200. Tức là nếu mà CD4 càng giảm, tức là miễn dịch càng giảm nặng thì cái tỷ lệ mắc nó càng cao. Thì ở Thái Lan cũng thấy là đến 70-90% bệnh nhân Cryptococcus là thể hiện dưới dạng là viêm màng não. Còn ở các nước phát triển ấy, thì tỷ lệ tử vong đến 70% kể khi đã có điều trị bằng thuốc chống nấm. Thế và nếu như mà không có thuốc chống nấm thì khi nhiễm Cryptococcus tỷ lệ tử vong có thể tới 100%. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy một cái nghiên cứu mà ở trên các đối tượng bệnh nhân nhiễm HIV ở châu Phi, thì cái tỷ lệ tử vong do Cryptococcus là hàng năm rất là cao, tới 530.000 trường hợp, thì cao hơn cả lao là 350.000 và so với các cái bệnh truyền nhiễm khác như là sốt rét hay là nhiễm do sốt xuất huyết. Ở bệnh nhân ghép tạng thì cái tỷ lệ nhiễm Cryptococcus thì cũng rất là cao, đứng hàng thứ 3 so với các kiểu loại nấm khác như Candida hoặc là Aspergillus. Thì và ở đây chúng ta thấy là trong các căn nguyên này thì có tới 60% là có biểu hiện viêm màng não. Thế và đối với những cái bệnh nhân ghép tạng thì là sau 20 tháng cho đến 3 năm ghép tạng thì có cái tỷ lệ nguy cơ nhiễm nấm Cryptococcus là một trong những các biểu hiện là gọi là biến chứng muộn. Còn bệnh nhân không nhiễm HIV hay là không ghép tạng, tức là không có dùng, không bị suy giảm miễn dịch, thì Cryptococcus cũng là một trong những các cái căn nguyên gây viêm màng não, chiếm 50% những cái căn nguyên gây viêm màng não mãn tính. Nhóm bệnh nhân này thì có tỷ lệ dương tính khi nhuộm mực tàu thấp hơn so với nhóm nhiễm HIV và thường gặp tổn thương phổi hơn so với bệnh nhân HIV và bệnh nhân ghép tạng. Thì tổn thương phổi thì rất đa dạng, thường gặp do cái nhiễm Cryptococcus gatti nhiều hơn là Cryptococcus neophomans. Về các căn nguyên gây nấm thì nấm Cryptococcus là một loại nấm men có kích thước tròn và khoảng 2 micromet và tản mát hoặc xếp chuỗi tạo thành những hình giả sợi. Có cái vì nó có một cái thành bản chất là mucopolysaccharide thì rất dày, thì bao quanh cái tế bào tạo thành một cái quầng sáng đặc trưng khi mà nhuộm mực tàu soi dưới kính hiển vi nền đen. Chúng ta có thể thấy là cái hình rất là điển hình của nấm Cryptococcus, và cái này thì rất dễ phát hiện đấy khi mà nhuộm mực tàu. Cryptococcus thì sống ở môi trường rất nhiều các cái môi trường, nhưng mà tìm thấy ở trong đất hoặc các cái gốc cây hoặc gỗ mục nát, tức là những cái chỗ mà nó ẩm thấp mà nấm phát triển. Cái người ta có gọi là cái cây bạch đàn trắng, hoặc là trong phân thì một số loài loài chim như là chim bồ câu. Và bệnh lây qua đường hô hấp thì phải hít phải bào tử của nấm thì sẽ bị. Thì chúng ta thấy là bệnh nhiễm Cryptococcus nó thuộc về một những cái căn nguyên là lây theo đường hô hấp. Thế và ở đây là cái hình ảnh chúng ta thấy là Cryptococcus là gây nên cái bệnh nhiễm trùng cơ hội mà là do người, đặc biệt những cái người mà suy giảm miễn dịch.
ta biết gần đây là các cái thuốc ức chế miễn dịch sau những cái bệnh nhân sau ghép thì bắt đầu nhiễm cái nấm Cryptococcus khá nhiều. Và chúng ta thấy là nếu như Cryptococcus thì chia ra Cryptococcus neophocmon, Cryptococcus gatti và có thể gặp một cái chủng, số cái chủng khác như là Anvidus hay là Laurenti là những cái chủng nhiễm Cryptococcus, mà hai gặp chủ yếu là Cryptococcus neophocmon và Cryptococcus gatti. Và do chu trình là từ cái bào tử nấm, đúng không ạ, người người bệnh sẽ hít phải và sẽ đi vào phổi và từ đó đến các phế nang, sau đó thì xâm nhập vào các cái tạng nhu mô như là ở não, màng não và có thể ở dưới da hoặc là cái tổn thương ở các cái nhu mô, ở các cái cơ quan khác. Về ở các cái yếu tố nguy cơ thường gặp như là nhiễm HIV là hay gặp nhất. Ngoài ra các cái bệnh nhân như cái ghép tạng, đặc biệt là sau khi đặc biệt là ghép tế bào gốc, như là bệnh nhân dùng corticoid liều cao kéo dài, bệnh sarcoidosis hay là bệnh ung thư, các cái bệnh nhân mà mắc các bệnh máu ác tính, một số các bệnh nhân dùng sau khi dùng kháng thể đơn dòng và hoặc các cái tác nhân gây ức chế miễn dịch khác, một số các cái bệnh nền mãn tính như là bị xơ gan, bệnh thận, bệnh phổi mãn tính thì cũng là cái căn nguyên, tức là những cái cơ địa dễ để cho nấm xâm nhập. Ở đây chúng ta thấy là một cái bệnh cảnh mà khá là đa dạng, đúng không ạ, ở não, màng não và ở phổi, tổn thương như chúng ta thấy ở đây, tổn thương như là có thành như là cái cryptococcoma, chúng tôi vẫn gọi là như vậy. Thế là cái u nấm ở trong phổi đấy, ở trong màng não, tổn thương ở trong sau phúc mạc hoặc là ở thận đấy. Ở đây là một cái bệnh nhân mà chúng tôi cũng muốn, trong chúng tôi sẽ có hình ảnh minh họa là một cái bệnh nhân ở tại trung tâm của chúng tôi bị nhiễm nấm ngoài da như thế này. Thế và chúng lúc đầu là cũng nhầm với rất nhiều bệnh khác như là thủy đậu hoặc là các cái tổn thương da của nhiễm nấm Penicillium macrophage chống HIV chẳng hạn, nhưng mà cuối cùng là nấm Cryptococcus. Và bệnh nhân này thì cũng rất nặng, tổn thương cả các cái tạng khác, đây là tổn thương da hoặc là tổn thương ở lách. Và đây chính cái bệnh nhân mà chúng tôi vừa mới chỉ đó, là bệnh nhân này thì bị nhiễm nấm trên một cái bệnh nhân mà không nhiễm HIV nhưng mà có tổn thương viêm màng não do nấm, tổn thương ở phổi, tổn thương ở lách, và đây là tổn thương kể cả vú. Cái vú là nó tổn thương một cái khối rất lớn khoảng 5 đến 7 cm ở vú như này, và chúng tôi đã chọc, lấy kim chọc hút cái tổn thương ở cái khối u này và làm tiêu bản nhuộm thì cũng thấy được có hình ảnh ở nấm ở trong này. Thì đây là một cái trường hợp mà là tổn thương nấm xâm nhập của Cryptococcus rất là nặng. Vị trí tổn thương phụ thuộc vào bệnh lý và chủng của Cryptococcus gây bệnh khác nhau. Thì chúng ta thấy là nếu mà Cryptococcus nêu phóng măng ấy, thì chủ yếu là gây viêm màng não, và trong khi thì nếu mà tổn thương của Cryptococcus gatti thì chiếm trên 50% là có tổn thương ở phổi. Thế thì phổi là một trong những cái tổn thương khá gặp của Cryptococcus gatti. Về tổn thương thần kinh trung ương thì chúng ta thấy là tổn thương não nó gây dạng như là cryptococcoma hoặc là gây nên tổn thương viêm màng não, rất là đa dạng. Và các cái triệu chứng bệnh nhân thì cái nấm này nó gây tăng tiết dịch và gây thì bệnh nhân có cái hội chứng tăng áp lực nội sọ rất ghê gớm. Bệnh nhân đa số là hội chứng tổn thương viêm màng não với cái hội chứng màng não dai dẳng, đau đầu kéo dài. Thế và có thể nhiều bệnh nhân có những cái rối loạn ý thức khi mà có biểu hiện như liệt hoặc là nhìn mờ, rồi có biểu hiện tăng áp lực nội sọ rõ. Tổn thương nếu như mà chúng ta thấy là một số những cái trường hợp mà viêm màng não mà kiểm soát tăng áp lực nội sọ không có hiệu quả thì chúng ta phải nghĩ đến nó có thể là do nhiễm nấm Cryptococcus. Cái ba hình thái tổn thương trên MRI sọ não tức là có biểu hiện viêm màng não, Cryptococcoma tức là gây những cái u nấm và gây giãn khoang quanh mạch. Một số được tổn thương hạch nền cũng được nhắc đến trong các cái nghiên cứu. Về tỷ lệ viêm màng não do Cryptococcus gatti thì thấp hơn so với neophocmon. Thế nhưng mà tỷ lệ biến chứng của thần kinh như là gây u cryptococcoma hay là giãn não thất liệt thì ở của gatti nó cao hơn so với neophocmon và đáp ứng điều trị cũng khó khăn hơn. Về viêm phổi do Cryptococcus thì cái này cũng là một trong những căn nguyên mà các nhà lâm sàng về hô hấp, các quý đồng nghiệp cũng lưu ý là có một cái căn nguyên, đó là chúng ta vừa biết là, đúng không ạ, sáng nay tôi vừa trình bày về Whitmore cũng gây lên tổn thương phổi, đúng không ạ,
Rồi thì bây giờ nấm, ký sinh trùng, ví dụ từ Aspergillus cho đến Cryptococcus cũng là một trong căn nguyên, vì bản chất là nó hít phải các cái bào tử nấm cho nên là sẽ gây nên tổn thương phổi. Và 1/3 các cái bệnh nhân thì không có triệu chứng. Đấy. Và đến viêm phổi nhẹ thì rất dễ nhầm với các cái bệnh lý phổi khác. Trên phim thì nó thể hiện là dạng nốt nhá, như nhìn thấy, và tổn thương có xu hướng phân bố ở ngoại vi và vùng giữa và vùng trên. Thế thì hai bên và ở bên rìa chúng ta thấy là cái tổn thương nó là ở phía sát ngoại vi. Đấy, thì có thể gặp, và cái có thể nốt khối đơn độc hoặc là có cái dấu hiệu halo, nó tạo cái vỏ ngoài như thế này, chúng ta thấy là dấu hiệu halo, và tổn thương có thể tổn thương màng phổi. Các cái trường hợp viêm phổi do Cryptococcus thì cần phải loại trừ cái viêm màng não, với lúc đó là chúng ta có thể là từ đó nó gây nên viêm màng não. Ở đây là chúng ta thấy là các cái tổn thương ở phổi từ những cái nó giống như là khối dưới màng phổi, và hoặc là có hạch trung thất kèm theo, cũng như là dạng hang và nốt mờ, cũng như là tổn thương viêm. Và thấy có khi mà làm tế bào học thì sẽ thấy là tổn thương điển hình của các cái tế bào nấm. Chẩn đoán xác định thì bằng cách cấy dịch não tủy hoặc là các cái bệnh phẩm khác như đờm, máu hoặc nước tiểu dương tính, và mô bệnh học tìm thấy tế bào nấm men và xét nghiệm cái gọi là Cryptococcus antigen, hay còn gọi là cái xét nghiệm CREC đấy, thì là dương tính, tức là xét nghiệm nhanh có thể phát hiện ra, và cái độ nhạy, độ đặc hiệu khá cao. Và soi tươi tìm nấm dưới kính hiển vi nền đen hay là nhuộm mực tàu ấy, soi thì thấy là hình ảnh đặc trưng, có rất có ý nghĩa trong chẩn đoán, và khi mà thấy có biểu hiện như vậy là phải khởi động điều trị ngay. Về các cái thuốc chống nấm được lựa chọn thì chúng ta thấy là các cái nhóm ở đây rất nhiều: fluconazole, itraconazole, voriconazole, và các cái thuốc chúng ta thấy ở đây nếu như mà chúng ta các cái amphotericin B và các cái chế phẩm của amphotericin B cũng như là fluconazole, các azole khác hoặc là fluocytosin là kết hợp, thì ở đây chúng ta thấy là được lựa chọn để điều trị trong nhiễm nấm của Cryptococcus. Và chúng ta thấy là có cái thuốc chống nấm thì lại caspofungin đây, chúng ta thấy là không được khuyến cáo lựa chọn. Thế do vậy mà chúng ta lưu ý là các cái thuốc azole là sẽ được lựa chọn để điều trị viêm màng não. Theo hướng dẫn của IDSA năm 2010 thì chúng ta thấy là chúng ta chia ra, nếu như bệnh nhân có thuộc đối tượng là nhiễm HIV hay là bệnh nhân ghép tạng hoặc là không bị nhiễm HIV thì có các cái phác đồ khác nhau. Thường là cái sẽ chia ra các cái giai đoạn, ví dụ giai đoạn tấn công, giai đoạn thay hoặc là giai đoạn điều trị củng cố và duy trì. Thế thì các cái chế phẩm chúng ta thấy là amphotericin B hoặc là desoxycholate thì là dạng là biệt dược là amphotret đấy, thì chúng ta phải dùng cái này, hoặc là chúng ta có lựa chọn các liposomal amphotericin B hoặc là amphotericin B mà lipid complex, thì chúng ta thấy là nó có thể tan trong lipid. Thế thì nếu chúng ta dùng hai loại này thì nó cũng có những cái ưu việt khác nhau, nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là amphotericin B dùng là cái thuốc đa số hiện nay các nơi có thể dùng được, là amphotericin B dùng liều 0,7 đến 1 mg trên 1 cân nặng và kết hợp với fluocytosine. Nhưng mà fluocytosine thì chúng ta thường là chúng ta không có ở Việt Nam, chúng ta thường là dùng cái thời gian, ví dụ amphotericin B hoặc là chúng ta dùng 14 ngày, và nếu như mà dùng đơn độc thì đấy là 14 ngày kết hợp với fluocytosine, còn nếu không dùng đơn độc thì chúng ta phải dùng kéo dài tới 4 đến 6 tuần. Thế còn nếu trong trường hợp bệnh nhân ghép tạng thì dùng đến cái liều là cao hơn là 3 đến 4 mg trên 1 gram cân nặng. Thế và kết hợp với fluocytosine. Nếu như mà hoặc là chúng ta không thể phải dùng đến kéo dài 4 đến 6 tuần. Thì ở đây chúng ta thấy là giai đoạn điều trị củng cố thì là chúng ta dùng thuốc viên fluconazole, thì dùng nếu mà viên 200 mg thì chúng ta dùng từ 2 đến 4 viên, 2 viên một ngày và dùng trong 8 tuần, và điều trị duy trì thì dùng đến kéo dài đến trên 1 năm, thông thường là phải ít nhất là 12 tháng. Thế còn thì ở đây là các cái bệnh nhân HIV thì chúng ta cũng như vậy, nếu dùng amphotericin B thì phải kết hợp với fluocytosine, phải kéo dài trên 4 tuần, hoặc là amphotericin B mà dạng lipid ấy, thì chúng ta phải dùng với liều 3 đến 4 mg cân nặng và kết hợp với cả fluocytosine kéo dài trên 4 tuần. Các cái lưu ý trong cái quá trình truyền là chúng ta lưu ý với
amphotericin B là phải truyền chậm đấy, và nó có những cái tác dụng phụ. Về điều trị các cái triệu chứng khác, chúng ta thấy là kiểm soát tăng áp lực nội sọ, thì vì cái bệnh này chúng ta thấy là các bệnh nhân sẽ rất đau đầu và áp lực nội sọ tăng cao, nên có chỉ định là thường là phải chọc dịch não tủy thường xuyên, có thể là hàng ngày. Và nhiều bệnh nhân thì các cái chính cái áp lực nội sọ nên tăng sẽ dẫn đến cái việc là bệnh nhân có thể tử vong do cái quá trình tăng áp lực nội sọ. Thế cho nên là phải chọc dẫn lưu hàng ngày, giảm áp lực xuống dưới 20 cm nước, hoặc là giảm đến 1/2 so với áp lực ban đầu. Thế và trong nếu mà không đo được áp lực dịch não tủy thì có thể mỗi một lần chọc phải lấy ra ít nhất 10 đến 25 ml dịch não tủy. Thế và trong những trường hợp mà có thể đau đầu dẫn lưu, phải dẫn lưu não thất ổ bụng để cho nó giảm cái áp lực. Thế và các cái thuốc khác để giảm áp lực nội sọ, ví dụ như truyền manitol hay là các cái thuốc kể cả corticoid thì cũng không được khuyến cáo, vì nó cũng có thể có nhiều tác dụng phụ. Và chỉ cân nhắc khi có corticoid khi mà có cái biểu hiện có hiệu ứng khối, ví dụ như là gây nên cái u nấm đấy, thế hoặc nó có phù não, hoặc có gây trong HIV thì nó có gọi là hội chứng viêm phục hồi miễn dịch. Thế nếu như mà cái u này có cryptococcoma mà gây nên chèn ép quá là tức là kích thước quá lớn thì có thể cân nhắc cái vấn đề là chúng ta có thể phẫu thuật. Về điều trị nhiễm nấm Cryptococcus mà khi mà không có viêm không có biểu hiện viêm não màng não thì tùy theo, nếu bệnh nhân tình trạng miễn dịch bình thường và có suy giảm miễn dịch, có bệnh nhân tình trạng miễn dịch bình thường có suy giảm miễn dịch nhưng mà có kèm theo viêm phổi nặng thì điều trị như viêm màng não, tức là thời gian kéo dài 12 tháng, và có viêm phổi nhẹ đến trung bình thì chúng ta dùng 6 đến 12 tháng và thuốc thì dùng fluconazole. Và nếu như mà không có viêm màng não, không có viêm phổi kèm theo nhiễm nấm máu thì điều trị như viêm màng não hoặc thời gian là 12 tháng, và bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ giảm miễn dịch mà không có nhiễm trùng thần kinh trung ương, không có nhiễm nấm máu và một kèm thêm một vị trí tổn thương thì fluconazole là 400 mg một ngày, dùng kéo dài 6 đến 12 tháng. Về kiểm soát tác dụng phụ của amphotericin B thì chúng ta biết là cái thuốc này sẽ truyền và sẽ gây hạ kali cũng như gây suy thận, một số trường hợp gây thiếu máu hoặc là sốt rét run lên thì chúng ta thấy là phải xử trí bằng cách là chúng ta truyền kali hoặc là điều chỉnh theo cái gọi là sự thanh thải creatinine. Đấy, và theo dõi cái lượng creatinine có thể là tăng cái dịch truyền lên đấy, để tăng thải và nếu trường hợp có thiếu máu thì có thể truyền máu. Về sàng lọc dự phòng thì chúng ta biết là nhiễm nấm Cryptococcus thì là một cái nhiễm nấm xâm lấn, nếu như mà chúng ta có cái xét nghiệm correct đấy là Cryptococcus antigen là một cái xét nghiệm mà gần đây chúng tôi thấy là khá được sử dụng rộng rãi ở các tuyến, kể cả các tuyến huyện chúng ta cũng có thể dùng được. Và đặc biệt trên bệnh nhân HIV thì khi mà có suy giảm miễn dịch, đặc biệt là CD4 thấp dưới 100 thì phải nên có sàng lọc cái xét nghiệm correct này. Và nếu như mà cân nhắc cho tất cả những bệnh nhân mà CD4 dưới 200, nếu như mà điều trị dự phòng bằng nếu mà correct này mà dương tính thì nên phải điều trị dự phòng. Và lưu ý là đối với bệnh nhân HIV mà khi mà điều trị ARV đó thì phải hết sức lưu ý, vì khi điều trị các cái thuốc chống nấm mà nếu mà bắt đầu ARV sớm mà với CD4 thấp ấy, thì nó sẽ gây nên cái hội chứng phổi miễn dịch. Và nếu như mà cái không có làm điều kiện làm xét nghiệm antigen thì chúng ta thấy là tất cả những cái bệnh nhân mà CD4 dưới 100 là phải điều trị dự phòng fluconazole mà 200 mg một ngày. Thế với tất cả những người nhiễm HIV mà nếu có xét nghiệm correct mà dương tính thì khi khám sàng lọc thì cần đánh giá các cái dấu hiệu triệu chứng của viêm màng não, vì có thể là một cái biểu hiện viêm màng não nó rất là kín đáo, thế và phải tiến hành chọc dịch não tủy. Vì một số trường hợp viêm màng não do Cryptococcus thì chúng tôi thấy là cái triệu chứng rất là kín đáo, thế cho nên là hoặc là dịch não tủy nhiều khi nó gần như bình thường, chỉ có một chút tăng tế bào hoặc là cái thậm chí là protein trong dịch não tủy bình thường thì chúng tôi cũng phải xét nghiệm loại trừ cái nhiễm viêm màng não do Cryptococcus này. Thì đấy là toàn bộ cái bài trình bày của tôi, cũng là đưa ra cái tổng quan nhất về một cái nhiễm nấm xâm nhập cũng khá là thường gặp gần đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn
Phó sư Cường đã có một cái bài tổng quan rất là tốt và hay về nhiễm nấm Cryptococcus.